giờ tôi quay cho tôi quay nè, đồ ông ra ông dục đi. Bây giờ ông ra ông dục đi, đang có clip luôn nè. Đồ má, cái này tôi đưa lên Facebook rồi. Đây nè, đâu ông đưa tôi mượn cái ví của ông để tôi nói trên Facebook là cái bạn của mình là lấy cái ví cái số rồi, xài. Tắt thì chửi thề lum la đăng lên. Không, đâu, anh bảo đâu chửi thề. Nói cái chửi chổng kìa. Nè, đó bạn của mình là lấy cái hàng này xài nè. Rồi cái da bò này á là để trôi coi ai đi đường coi nè, bắt đầu bây giờ là thấy thấy xa xa đó, thấy xa xa đó. Thấy thấy. Ờ. Trời. Thấy gì qua bút bên đường luôn đây. Trời. Thấy gì mà qua bút kia luôn. Rồi đó bắt đầu ha, mình sẽ để cái máy điện thoại ở đây. Đó. Để mình coi coi là trôi coi là cái ai mà để giữa đường á nơi để quăng gì mà sao á người ta ai được thấy ông ơi, tao quăng giữa đường, đường. Tao chừng xe nha. Giữ thề nữa, tụi tao quay clip mà giữ thề. Đi qua đây nè, giống hồ tâm lớp nè. Nhiều người rất ảo lát cũng đi chạy xe lại lụm lát chạy xe lại lụm qua tâm lớp. Giữa đường. Vậy được rồi. Vậy đúng của ai thôi. Trời đâu phải tông gãy giò đâu nè. Héo mèo luôn á. Thấy không? Thấy không? Vậy được. Bảo đảo. Chạy xe lại nó dừng lại. Dở anh quăng cái đèn nè. Không vậy được rồi. Được rồi. Thằng nào mà nó chạy ngang qua tát cái nó quành xe lại nó lộn lên đúng bài luôn rồi. Đúng bài luôn rồi. Cười đó bụng. Nào khổ khổ đi nha. Úi, vô mánh rồi. Để kính kính vô để tụi nó thấy, tụi nó đâu có dám lụm. À, thấy. Nó lo thấy ví nó lụm cái mẹ luôn, nó làm gì. Làm gì mà nó gì nữa. Đừng nói cái ví nó bò đẻ hoài phải lụm luôn. Không phải thèm thèm. Mai nèo luôn rồi, mai nèo luôn rồi. Cho ông biết rồi ta. Ông dùng cái ví mà dùng mai nèo luôn rồi. Chết rồi. Bây giờ tưởng làm rớt cái miếng xấu rồi. Ông không đi bộ này dính nè. Ông tưởng làm rớt cái miếng xấu rồi. Đi bộ này dính nè, để coi nè. Đây cái cư. Nè, đi bộ này dính nè. Không. Để coi anh làm cái gì. Đúng không? Tôi nói đó mà làm đi bộ dính mà. Dạ cái con đừng nha. Dục cái bài lòng lấy đi.